Cái này có cái đóng da không em? Cái này nó rất là nhẹ, dịu nhẹ, nó trên trên da mụn nhiều á, cho nên mình dùng nó sẽ hạn chế, rất là ít kích ứng cho da. Em ngủ luôn quá, thoải mái quá. Đi spa thì đi cuối tuần mà. Giờ rửa mặt xong để tế bào chết anh ha. Ở nhà anh có dùng sản phẩm nào để tế bào chết không? Không anh con trai nên mình cũng chưa biết mấy này lắm. Bây giờ là con trai con gái thì là cũng phải chú ý vẻ bên ngoài nhiều lắm. Phải ra ngoài công việc á, mình hay chú ý vẻ bên ngoài nhiều lắm. Cái này là loại tẩy tế bào chết trà xanh bên em ha. Cái này nó cũng là chịu nhẹ, chỉ lấy thì cái tế bào chết da chết sợi của mình thôi, nó không phải là tẩy mình làm thường xuyên không em? Cái này tùy vào cái da của mình á, cái này da của anh á đi đường mũi nhiều á thì một tuần mình có thể dùng 2 lần, hoặc là nếu mà ở trong văn phòng mát á thì có thể là 4-5 ngày mình dùng 1 lần. Thế mình có bán cái này không em? Dạ có, sản phẩm này là của bên spa em hết á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình hiện sản phẩm sẽ giống như da tốt hơn. Những cái này mình dùng đi hoặc đường không có sợ bị ăn nắng nha, tại vì nó không có tẩy á, nên nó sẽ không có bị mỏng da, không bị ăn nắng. Ban đầu anh cũng nghĩ là sợ mắc nắng. Dạ, nếu như mình dùng cái sản phẩm nào nó có chất tẩy á, nó làm trắng da thì nó sẽ bị mắc nắng da. Những cái này là thiên nhiên, nó chỉ làm sạch cái lớp da sần thôi, nên nó không có bị mắc nắng. Làm liệu trình làm thôi, bây giờ em sẽ massage mặt trước cho anh ha. Nghe là gì vậy? Cái này là cái tinh dầu hoàng trà kháng khuẩn bên spa của em á. Vậy em sẽ massage cho anh trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
điều chỉnh là cái giờ bao lâu vậy? Điều chỉnh thì bên mình khoảng chừng 60 phút. Xin hỏi cho anh ha. Chắc mặt anh nhờn lắm nè, lâu lắm mà em mới đi trên quốc gia. Mặt chứ nếu mà rửa bằng nước lạnh không thì nó không có sạch da luôn.
nhiều. Chuyên về muộn tạo bẫy nhiều quá. Nhiều dữ luôn á hả? Dạ. Cái này là đã nhờ ở trong cái keo của mình á, những cái này mình để lâu thì nó sẽ tích tụ với lại từ bụi á, nó sẽ thành mụn cá màu đen trên da của mình. Mình không có làm sạch da thì lâu sẽ bị viêm tấy lên mụn. Thì có mấy mụn hay nó bị sưng sưng sưng. Bây giờ nó còn hơi hơi mụn cám hơn, có lại những cái vết thâm có thể cho mụn to lúc trước để lại á. Anh hay chủ quan tự nặng ở nhà á. Mình nặng ở nhà, thứ nhất là nó không có vệ sinh, nó dễ bị nhiễm trùng mà lại sưng lại. Thứ hai là mình không có nặng hết mụn á, nó sẽ bị thâm nhiều lắm. Anh nói chung là anh hay nặng nhà hay bị thâm á. Dạ. Chung ngứa. Da của mình á thì mình nên, nếu mà mụn giống như của anh á thì khoảng 2 tuần mình nên đi chăm sóc da một lần thì nó sẽ bị sạch da hơn. Còn nếu mụn nhiều á thì bên em làm xong sẽ hẹn cái ngày cho mình đi uống cái liệu trình á, thì nó sẽ cải thiện cái da tốt hơn. Da của anh thì khoảng 2 tuần mình đi làm một lần, lấy mụn sơ, sau đó mình lăn xê cho nó sáng da mờ thâm là đẹp luôn á. Sản phẩm thì mình dùng hỗ trợ thêm ở nhà thì cái da của anh không có lo bị mụn. Trắng da là anh khói à đó. Anh thấy gì nặng mụn cũng không có đâu ha, tại vì anh tưởng nặng mụn đâu chứ anh thấy giờ không có đâu ha. Mình lấy những cái mụn nào chín á nó sẽ không có đau. Chỉ có những cái mụn viêm á thì nó sẽ hơi tí xíu thôi, nhưng mà trong sức mình chịu đựng được chứ không phải là đau lắm. Tại vì hôm nay anh không có cảm giác gì luôn á chị. Tại vì mụn của anh nó không có to lắm. Chị tính ra là liệu trình chị thăm mình lợi quá à, được có cái bước lấy dần mụn nữa. Dạ đúng. Ừ. Anh tưởng liệu trình chị mụn mưa lấy dần mụn chứ. Nếu không mụn của mình nhiều á
thì bước ban đầu mình phải đi liệu trình làm mụn trước cho nó sạch da. Tại vì khi mà mình lăn xê á thì cái điện ion nó thấm vitamin C vào da thì mình có mụn ẩn ở dưới thì về nó sẽ hơi bị sần lên á. Còn da mình giữ da của mình tốt thì mình đi liệu trình thăm nó sẽ sáng da. Thank you.
tiếng nữa. Không thấy gì luôn á. Cái mồng muối này mình nên lấy thường xuyên không ha? Dạ đúng rồi, tại vì cái này là do cơ địa của mình á, thì mỗi người ai cũng có mụn mũi hết, nên là do tuyến bã nhờ nó tiết ra á, thì mình làm sạch thường xuyên thôi chứ nó không thể nằm nó hết luôn được anh. Nhưng mà mình vệ sinh thường xuyên thì nó sẽ bị nó nổi ít lại. Em xem như mụn của anh ha. Trời như luôn hả? Trời ơi. Anh tưởng anh ha. Anh tưởng anh không có mụn chứ. Mụn ẩn sâu với da của mình thì mình khi người mình không thấy được. Sinh sát trùng nó biết không? Da anh trắng trắng rồi được chưa? Chưa, bây giờ chuẩn bị mình lăn xê làm xong thì nhìn da mình.